chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Trung tâm Văn quá Thể thao và Truyền thanh thành phố Châu Đốc hôm nay Chủ nhật ngày 8 tháng 5 năm 2022. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình thời sự hôm nay, chúng tôi xin điểm lại một số tin nổi bật diễn ra trong tuần trên địa bàn thành phố. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi trong tuần, Thường trực Thành ủy Châu Đốc đã có buổi làm việc với 7 đảng ủy xã phường về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng đảng, vận động nhân dân năm tháng đầu năm 2022, phương hướng nhiệm vụ các tháng còn lại năm 2022. Trong năm tháng đầu năm 2022, các cấp quỹ trong thành phố đã có nhiều nỗ lực trong việc lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương kết quả, một số nhiệm vụ chỉ tiêu đạt khá tốt như thu chi ngân sách, công tác giáo dục, duy trì, nâng chất phường văn minh đô thị, xã nông thôn mới, công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực đất đai, môi trường, an ninh trật tự, tôn giáo. Luôn được quan tâm thực hiện tốt, kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh COVID-19 và sốt xuất huyết, quan tâm giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính, chế độ cho đối tượng chính sách, hỗ trợ cho hộ có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết Nguyên đáng nhâm dần đảm bảo 100% chỉ tiêu giao nhận quân năm 2022, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản được giữ vững, công tác xây dựng đảng, vận động quần chúng, mặt trận, các đoàn thể chính trị xã hội thực hiện có hiệu quả thời gian tới các cấp quỹ tiếp tục đổi mới nâng cao năng lực công tác lãnh đạo chỉ đạo điều hành trên tất cả các lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội quốc phòng an ninh công tác xây dựng đảng chú trọng thực hiện kỹ cương công vụ cải cách hành chính nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền mặt trận và các đoàn thể tiếp tục phát huy vai trò làm tốt công tác dân vận tạo sự đồng thuận trong nhân dân Cũng trong tuần, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Châu Đốc đã có buổi giám sát với đơn vị phòng tài nguyên môi trường và văn phòng đăng ký đất. Chi nhánh Châu Đốc trước kỳ họp thứ tư của Thường trực và Ban Kinh tế Xã hội Hội đồng Nhân dân thành phố. Theo đó, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố giám sát về công tác triển khai và thực hiện nghị quyết số 32 ngày 30 tháng 8 năm 2011 của Hội đồng Nhân dân thành phố về thông qua quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang, công tác rà soát, tham mưu Quỹ ban Nhân dân thành phố, điều chỉnh, biên giải phóng mặt bằng khỏi phần đất không thu hồi của người dân đối với dự án trục châu đốc núi sam Công tác đo đạc đất đai theo yêu cầu của tổ chức cá nhân và thu phí dịch vụ đo đạc, đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất theo quyết định số 31 ngày 9 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang. trong tuần, Ủy ban nhân dân thành phố Châu Đốc tổ chức cuộc họp rà soát công tác chuẩn bị tổ chức lễ hội cấp quốc gia với bà chúa xứ núi Sam năm 2022. Theo đó, thành phố Châu Đốc sẽ tổ chức lễ hội với bà chúa xứ núi Sam năm 2022 trong điều kiện bình thường. Cao điểm, lễ hội diễn ra từ ngày 22 tháng 5 2022 đến ngày 27 tháng 5 2022 nhằm ngày 22 tháng 4 âm lịch đến 27 tháng 4 âm lịch. Theo quy mô, tổ chức theo thông lệ hàng năm không tổ chức lễ khai hội. Phần lễ vẫn giữ theo nghi thức truyền thống, nhưng về nội dung và hình thức được đầu tư nâng chất theo hướng tạo điều kiện để du khách, người dân cùng tham gia và tạo sự hấp dẫn để thu hút du khách, gồm Lễ phục hiện rước tượng bà lúc 15 giờ ngày 22 tháng 5 nhằm ngày 22 tháng 4 âm lịch, tổ chức rước tượng bà từ bệ đá bà ngự trên đỉnh núi Sam và kết thúc tại sân khấu Miếu Bà. Lễ tắm bà lúc 24 giờ ngày 23 tháng 5 nhằm ngày 23 tháng 4 âm lịch. Lễ thỉnh sắc ông Thoại Ngọc Hầu từ Lăng Mộ về Miếu Bà lúc 15 giờ ngày 25 tháng 5 nhằm ngày 25 tháng 4 âm lịch. Lễ túc yết và xây chầu lúc 24 giờ ngày 25 tháng 5 nhằm ngày 25 tháng 4 âm lịch. Lễ chánh tế lúc 4 giờ ngày 27 tháng 5 nhằm ngày 27 tháng 4 âm lịch, lễ hồi sắc đưa sắc ông Thoại Ngọc Hầu từ miếu bà về lăng mộ vào lúc 15 giờ ngày 27 tháng 5 nhằm ngày 27 tháng 4 âm lịch. Phần hội với các hoạt động được tổ chức từ ngày 14 tháng 5 năm 2022 đến ngày 24 tháng 5 năm 2022 nhằm ngày 14 tháng 4 đến ngày 24 tháng 4 âm lịch, gồm các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, hội thi, hội diễn. Thông qua các hoạt động lễ hội cấp quốc gia với bà Chúa xứ núi Sam năm 2022 nhằm hướng đến mục tiêu vừa khôi phục phát triển kinh tế xã hội, vừa phòng chống dịch, đảm bảo an toàn cho nhân dân, du khách. Qua đó, quảng bá, giới thiệu với bạn bè trong nước và quốc tế về tiềm năng thế mạnh kinh tế, xã hội, danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, văn hóa con người Châu Đốc nhằm thu hút đầu tư, thu hút khách tham quan trong và ngoài nước đến với thành phố. Thưa quý vị và các bạn, chương trình thời sự của Trung tâm Văn hóa Thể thao và truyền thanh thành phố Châu Đốc đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.